Chị Lê xin chào tất cả các bạn, trở lại với kênh của chị Lê TV. Bữa nay là tối thứ sáu, tức là khoảng gần 10 giờ đêm rồi các bạn. Thì sáng bữa nay mình có một cuộc hẹn đi xem những cái căn hộ ở một cái building nó mới xây xong. Thì cái building này đã bắt đầu xây từ 2 năm về trước. Mà mình có gọi nó hẹn nó một cuộc hẹn cách đây khoảng tháng, bây giờ người ta gọi mình lên đi xem. Thì sáng này mình đi đi quay phim ở trong cái building đó, mình người ta cho mình coi khoảng 6 5 6 cái unit đó, tức là loại dạng hai phòng ngủ, loại dạng một phòng ngủ. Mà giá nhà là nghe nói là khoảng 450 cho tới 650 hoặc là 7 800 gì đó, mà tùy theo nha. Thì mình vô mình coi đó thì mình tính mua bữa hồi trưa này mình tính quay lên luôn á, không bỏ lên YouTube luôn, nhưng mà tối nay mình có cái bữa ăn tiệc sinh nhật của người cháu đó. Cái mình đi ăn mới về đây xong, bây giờ mình tranh thủ thời gian mình up lên cho bạn xem. Thì xin mời các bạn xem theo dõi cái video này nha. Đi có đây có người cháu nha. Chị Lê xin chào tất cả các bạn, mình sẽ dẫn các bạn đi xem một cái căn hộ, nó gọi là condo. Tính coi cái giá nó cả được bao nhiêu mình sẽ mua. Bây giờ đang đợi cái người bán cái căn hộ này xuống dẫn mình xem bên trong xem sao. Thì cái building này mới xây các bạn, mới xây nè, khoảng 6 tầng. Thì bây giờ mình đang đợi cái người mà bán cái căn hộ này á xuống dẫn mình cho mình xem. Đây là con đường Kinh Hai Huệ nè. Mà nghe nói cái căn hộ này đóng tiền thuế rất là cao, với lại tiền bảo 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 trì hàng tháng á rất là cao, nhưng mà mình xem coi có mua được, có thấy đời không mình mới mua. Đó, bây giờ mình đợi cái building này nó xây hồi cách đây cũng khoảng 2 năm rồi, bây giờ nó xong hết rồi bạn. Bây giờ mình sẽ vô bên trong mình xem. Đường này đường Kinh Hai Huệ đây. Cổng này vô không được. Cổng chính của nó là số 2 Kinh Plaza. Để mình quay toàn bộ cái building này cho các bạn xem. Bây giờ mình đứng xa ra quay ra cho bạn xem cái cấu trúc của nó rất là đẹp, nhưng mà bên trong không biết có đẹp hay không. Mà nghe nói bán là khoảng giá trung bình là 450 cho tới nửa triệu gì đó. Rồi bây giờ mình dẫn các bạn, mời các bạn vô bên trong xem nha. Ở đằng trước nó trồng mấy cái cây đẹp thiệt, cỏ nè đó. Còn dẫn mấy các bạn vô bên trong xem. Thì cái này nó mới hoàn tất cách đây một tuần thôi. Bây giờ mình là người đầu tiên vô xem. Thấy được giá thì mua nha, không được thì mình chắc không mua đâu. Này nó mới hoàn tất thôi cho nên chưa có lau sạch. Cái alarm system. Cái hộp thư đó. Ngày mới xây xong chưa có người làm việc, hay nó mới chuyển đồ lại. Okay, so this is two bedroom. Two bedroom, yes. Two bedroom, two bath. You see Manhattan. You see. Oh, nice.
Yeah, you have a very big balcony. Yeah. Wow, I can see my house too. Yeah. Okay. So nice big balcony. Yeah. Yeah. I like it. I like this this floor. Yeah. And the bedrooms. Yeah, that's true. That's true. Yeah. Cái này trong con đường này mình có thể thấy nhà mình đây nha. Kinh hai quầy. Hai quầy đây. Thì cái phòng này mình ưng ý á 600 670 nha bạn. 670 tại vì ở lầu 5. 665. Kitchen. Kitchen. Everything the same, right? Yes. Em mình coi cẩn thận mình mới dám mua các bạn, tại vì ở này là cái candle nó không phải là house. Okay. Look like something missing here. You do the shower door, either sliding or the we don't do it. When oh, we have to do ourselves. Yes. Oh, okay. Because okay. Some people like the glass, some people like the door, some people like the sliding door. Okay. That's the only thing we don't do. Okay. Thì cái này mình phải tự làm cái cửa nha bạn. Nó mới nói xong rồi. Làm cửa. One more look. Oh, this one not finished yet. Yes, almost. Okay. So this is, what is it? This is ventilation? This is heat. Oh, the heat? The heat, yeah. You want to turn on the heat? Or they use gas or electric? No, it's just electric. Yeah. Electric? Electric, yeah. You want to heat it up a little bit. It's just okay. A fan. I just want to know that you got or heat. Thì cái này cái máy sử nóng nó dùng điện, nó không có dùng radiator. Dùng điện. Starts at 660. 660. Oh, this is two bedroom. Two bedroom, yeah. Okay. So this one face to face your west second. Yes. At the King Highway right here. Look nice. So this one, this balcony included. Very right? Big balcony. Very big. Look how big the balcony. Oh, it's big. Yeah, the whole balcony. Wow. This is only belong to this condo. Yes. Yes. Okay. Wow. À, cái này là King Highway nè. Đây là West Second ở bên đây. Yeah, very long. So this is two bedroom. Two bedroom, two bath. I'm gonna show bath. You three of them. Okay. So we only one and two. Three is too big. Oh, you want to no, show I'm me? I'm gonna show you three two bedrooms. Oh, so two. And I'm gonna show you three one bedrooms. Okay. Okay. You see the ceiling's very high. Yeah, high ceiling. Nine foot four. Yeah. Very high. 9 foot. Oh, more. 9 foot 4. Okay. 9 foot 3. So this is one bedroom here. This is the second bedroom. Yeah. Oh, second bedroom. With the air conditioner. Yeah. Heating, cooling, and also it's nice two closets. Closet, yeah. It's beautiful, though. So we only pay electricity. Electricity, which is your electricity and your heating cooling. And heating cooling. Yeah. Okay. But you control each room. You turn off here, you turn on there, you turn off whatever you want. Mm-hmm. So you have two closets here. Yeah. Oh, this is good. Này tốt kìa. Này gỗ rất là tốt. Cái trần nhà là 9 foot nha các bạn, 9 foot. Wow. Yeah, I like this one because this one facing to West Second. Yeah, yeah. No, it's very nice. Okay, let me show you, let's go further. Yeah. Hold on, let me see. Yeah, sure. Yeah. So this is another bedroom right here. Cái này là cái phòng tắm này các bạn. Thì cái hộ này là 650 tấm tấm đứng rất là rộng đá. Closet.
So this is your kitchen. Kitchen. Microwave. Cabinet. This was. Yeah. Refrigerator. Tủ lạnh này to. So cái này như là 650 các bạn, thì có máy giặt luôn nè. Máy giặt luôn. Đây là hai phòng ngủ ở đằng sau. So this is first bathroom. The first bathroom. Yes. How come the one before you told me, right, has no only has a standing bathroom, bathtub? No, the other one also has a bathtub. Oh, they have a bathtub too? So you have two bathroom, two bathroom. Two bathroom, two bathroom. Oh, the first one maybe I didn't see. You didn't see it. It's okay. They're all the same. All the same, same tile. But how is the price? Same, this is the same, 660 also. 660? About 660. Wow, this one is the big bathroom here, right here. Tina, you want to take a look? I saw. Very big. They're all very similar. Oh no, but yeah, this is standing. This is standing bathroom, but the main bathroom is, where is it? Over there, you've been there. I've been there before. Oh yeah, 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 yeah. Cái này là cái phòng tắm nằm nha. Còn cái này là phòng tắm đứng. Yeah, they have ketchup in the standing shower. Beautiful. Okay. Yeah. Wow. That make me yeah. Wow. Thì cái phòng này giống như cái phòng kia, nhưng mà cái phòng này nó nằm ở mé sau building. 660.000 nha các bạn. 660.000 là bao gồm hít gas, nhưng mà cái không gas thôi, gas nấu nướng thôi, nhưng mà điện phải mình tự động mình trả. Hoặc là phân kho. Kitchen. Wow. That's another washing machine. In the dryer. Yeah, in the dryer. Máy sấy nè các bạn, máy sấy nè, máy giặt nè, include nha. Bao gồm có đó hết. Và tiền thế không biết nhiều. Rồi cái này là hai phòng ngủ nha các bạn. Hai phòng ngủ và có cái balcony luôn nè. Balcony. Balcony. Đây là máy sau nha các bạn. Cái này tấm trắng giữa hai cái hộ này với hộ này, trắng ngang qua. Đây cũng vậy. Thì mình thích cái đằng trước thôi, cái đằng sau thì không thấy đường xá. Này một phòng ngủ. Only one bath, right? One bath, yes. Okay. This is good for this is okay. This is good for investment. You know, so right. Depending on what you guys want to do with it. But also looking for what's that? Yeah. Đây bằng pha sư. Rất là đẹp láng luôn. Look good. Này, cái quạt. What's your first name? H-O-A-N. H-O-A-N. Okay. Cái này là một cái phòng ngủ nữa. Đây là một cái phòng ngủ nữa nè. Mấy lạnh. Này cũng nhìn ra trước. West second. They called my house over there. Ah, I see. Okay, I'll show you one more two-bedroom facing the second. Okay. One.
Well, I want to monitor my house from all the tenants there, two tenants. okay. Which one are you? The one after this. The next one. Ah, okay. Này là cái walkway, cái balcony các bạn. Đây là west second. Ok, thì cái phòng 1, phòng ngủ này á, là 420. Nhỏ thôi các bạn, chỉ có 500 square foot thôi. Let me ask you a question. How much the tax? Yeah, I'll give you that. Okay. Just the one bedroom. One bedroom, một phòng ngủ nha bạn. Cái nãy cũng là một phòng ngủ, cái này là một phòng ngủ luôn. À. Thì cái này nó có cái chỗ để quần áo. Oh, this is for communication cable here? Yes. An electric box. For 23, for 25. 420 đến 430 ngàn. Nghe một phòng ngủ thôi. Ok. So you can do over here like a little island or a table. Yeah. Maybe more. Yeah, I know the developers of course and okay. Let me show you 301. Well, we don't have 3 anymore, but we have 4, 5, 6. I know. Cái này là một phòng ngủ các bạn. Cũng là một phòng ngủ nhưng mà to hơn chút. How much for this room? The same price? 450. 450. Nó rộng hơn chút mà nhiều hơn tiền. Oh, this one unfinished. They not finished yet. Well, they just doing some work. So right. Phòng này thì nó chưa làm xong. Ok. Somebody live there? Live here? Oh, that's just a model. Lúc nãy somebody live in here. Cái này là cái phòng phòng sambo nha bạn. Chỉ là sambo thôi. Sambo. Thì mình chắc mua một là một cái phòng ngủ, hai là loại hai phòng ngủ, nhưng mà hai phòng ngủ tiện lợi hơn khoảng 200 ngàn. Thì mua cái này để đầu tư rất là đẹp. Kitchen. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Five or six is the right name. Six. This is for you. Six is five. 665. Maintenance 231. Taxes right now. Taxes 529. This is for this. No. The one on the top. Yeah. Floor, oh, okay. Not this one. This is 840. 840. Yeah. You said 840. What are you talking about? Mm. This is 665. Okay. 665, yeah. Này lầu 506. Oh, the one we just looked before. Your favorite one. Yeah, 506. Like corner. 665,000. Tiền maintenance 231. But the one inside, 6 is... Thuế, tax, 529. Okay, expense. This is the middle section. Yeah, this is 504. This is the one that can we see our house straight. Oh. The other one is a corner. This is a corner house. Corner apartment. This is the corner, right? Yeah. And this is the one that... in the middle, that one. In the middle. You can see straight to the hour. Stairway. Oh, okay. Well, I hope all the people they will buy. Okay, what I'm going to do is... I am going to. Okay. I have your email, or just email me if whatever, yeah. Which line you want. Sure. I'll send you offer form.
That way you will reserve your apartment. I will won't show it. Okay. Thank you very much. The one on the third floor, almost the same price, right? The third floor. The third floor, about 1,000 less. Not the one. I think get a high floor. It's a high floor. Yeah. Third floor. Third floor F. 6,000 less. 6,59. 6,59. It's only 3,000 less. 6,000. So 3,000 per floor. 6,000 less. 6,000 less. Yeah. So we got the higher floor better. Yeah, of course. Of course. He wants to see better the tenants. Yeah. So let's say you're at work. You could set it up that somebody downstairs, UPS. It goes to your phone. You open the door from your phone. Oh, okay. That's very nice. Nice. For the floor. Okay, water, hot water included. Okay, this is for the floor. For this floor, yeah. Oh, big. This is only 120 gallon. Big, it's good. 150 maybe. Easy, for everyone is easy. Yeah, safety valve. Yeah. Cái này là parking garage các bạn. Yeah. Các bạn nào mà muốn có muốn chỗ đậu xe là một chỗ là 50,000. Oh, they come down from that side. Yeah. Một chỗ đậu xe là 50,000 các bạn. Đây là chỗ đậu xe nha các bạn, đậu bên trong, một chỗ như là 50,000 này. Mà mình không biết có nên mua hay không. Rồi. Ok. Bây giờ mình đi ra ngoài. Đây, cho các bạn xem lần cuối cùng nha. Thì cái building này á, mình định mua cách đây 2 năm á, bây giờ nó xây xong hết rồi, bây giờ mình... bữa nay mình được cái người đó tên là Anker cho mình xem bên trong và khoảng 5 cái căn hộ nha. Rồi, sau khi các bạn xem cái video đó, các bạn cảm thấy sao? Thì nãy mình có chia sẻ cho các bạn đó, loại dạng 2 phòng ngủ, dạng 1 phòng ngủ. Thì dạng 2 phòng ngủ đó là từ 650 cho tới 665,000 đô. Thì loại một phòng ngủ là khoảng 420 cho đến 460 thôi, một phòng ngủ nha, mà nó cũng nhỏ thôi các bạn, khoảng 550 square feet thôi đó. Thì thì cái thuế ở đây mình thấy là cái thuế là khoảng 500 mấy một tháng đó, tức là khoảng 527 đô một tháng, cộng thêm cái tiền sửa chữa đó, tiền maintenance đó các bạn. Là tiền đó thì nó bao gồm có tiền sửa chữa, lại tiền nước nóng á, khoảng 227 đồng, 222 cho đến 223 chẳng hạn gì đó. Thì tiền thuế là 500 mấy cộng cái tiền maintenance vô 200 mấy, nước là khoảng gần 800 các bạn. Thì loại dạng này á, căn đô á, thì loại dạng này nếu mà các bạn có tiền các bạn trả hết thì một mướn một phòng á, cái loại dạng mà mình sau khi mình xem qua rồi á, mình thấy cái loại hai phòng ngủ mình thích nó không, thì cái dạng này thì khoảng 665,000, cái dạng đó 665,000. Mà nếu mà các bạn có tiền á, bạn mua hết không, thì các bạn đem cho mướn á, thì khoảng 2,500 một tháng. Thì các bạn lấy 2,500 một tháng, các bạn trừ ra khoảng tiền thuế với lại tiền thuế là tiền maintenance đó, là hết 700-800 rồi, còn khoảng 1,700 một tháng thôi. Khoảng 1,700 một tháng, đó là tiền mướn nhà thôi, khoảng 2,500. Người ta nói là tiền mướn nhà là khoảng 2,500 cho tới 3,000, nhưng mà mình nghĩ rằng là khoảng 2,500 rồi các bạn. Thì mình lấy 2,500, lấy trung bình đi, lấy 2,500 các bạn trừ ra 525 đô với lại cộng lại tiền maintenance fee khoảng 220 mấy nữa, thì còn khoảng các bạn còn khoảng 1,700 một tháng đem về nhà thôi, nếu mà các bạn không có thiếu nợ bạch nhà băng á. Nhưng mà bảo đảm cho các bạn á, là bất cứ ai mua nhà ở đây đầu tư đều khoảng 80 cho tới 90% là người ta mua thiếu đó các bạn. Ta mua thiếu nợ và băng á, ta trả trước đâu phải mình khoảng 40 cho tới 50%, có chỗ khoảng 20 mấy 23 25 cho tới 30% thôi. Nhưng mà mình đây mình nói về vấn đề nếu mà các bạn đầu tư, các bạn có tiền thì các bạn trả hết thì các bạn có kiếm rất là nhiều tiền. Để mình tính nha, nếu mà các bạn cho mướn được một tháng được khoảng 1,700 tháng gì,
Các bạn cho một nguyên một năm các bạn được khoảng để mình tính cho các bạn nha. Cứ mỗi tháng các bạn lấy 2.500 nè. Các bạn trừ cho cái lấy cái tiền mướn nhà trung bình thôi nha các bạn. Các bạn trừ cho 525 đô tiền thuế nè, rồi trừ cho tiền 220 đồng tiền maintenance fee, tức là tiền sửa chữa lại cái tiền nấu nước nóng á, thì các bạn còn lại là khoảng 1.755. Các bạn nhân cho 12 tháng thì một năm các bạn kiếm được 21.060. Thì các bạn lấy cái tiền này các bạn chia lại cho cái tổng số tiền mua cái nhà đó là 665.000. 665.000. Thì capital gain nó là khoảng 3.1%. 3.1% các bạn. Thì cái tiền mướn được á, kiếm được mỗi năm vậy là 21.000 đó, tương đương là một người đi làm với cái lương cơ bản tại Mỹ. Lương khoảng 14 15 đồng nha các bạn. 14 15 đồng á, giả sử như 14 đồng đi, nhân cho 40 tiếng nè. Rồi nhân cho 52 tuần. À, 29.000 chứ. 29.000. Thôi bây giờ mình lấy 2.500 đi. Mình lấy 2.500 nè, các bạn nhân cho 52 tuần. 2.500 nè, quên nữa. 2.500 nè các bạn. 2.500 tháng tiền mướn nhà các bạn nhân cho 12 tháng nè. Đó. Thì các bạn được 30.000. Cũng năm các bạn kiếm được 30.000, tương đương với là một người làm lương cơ bản là lương thấp nhất đó, là 14 đồng tiếng, tức là khoảng 29.000 năm các bạn. Đó. Thì nếu mà các bạn có tiền á, các bạn đầu tư loại dạng này á, thì cái tiền lời hàng năm là khoảng 3.1%. Mà nếu mà cái tiền bạn có, các bạn bỏ vô nhà băng, các bạn kiếm không tới 1%, ít lắm. Tiền bỏ vô nhà băng không không tới 1% một năm nha các bạn, rất là thấp. Cho nên nếu mà các bạn có tiền thì đầu tư vô cái loại dạng này thì ok. Mà loại dạng này thì để dành cho những người không có khả năng sửa chữa, lại người ta bận rộn, người ta không thể nào chăm sóc nhà cửa được, người ta mua cái loại này. Hoặc là người ta có thể đi chơi, người ta không cần phải lo nhà cửa không. Thì loại dạng này rất là tốt cho người già hoặc là những người trẻ tuổi không có ở nhà thường xuyên thì họ mua loại này đó. Còn các bạn đầu tư thì các bạn không nên mượn tiền. Nếu mà các bạn mượn tiền mà mua cái loại này thì các bạn bỏ tiền túi ra trả tiền hàng tháng cho nhà băng không thấy lời luôn. Đó các bạn. Nếu mà các bạn muốn kiếm tiền hàng tháng, nếu mà các bạn có một số tiền mặt, các bạn bỏ vô nhà băng nó không có lời đâu. Bỏ tiền trong nhà băng thì một năm lời nhiều lắm là 1% thôi, không tới nữa. Mà các bạn đầu tư vô cái loại dạng này thì các bạn có 3/3% một năm, trên 3% là ok các bạn. Bằng một số lương một người đi làm tại Mỹ, lương cơ bản là 14 đồng tiếng các bạn, lương thấp nhất 14 đồng tiếng. Đó. Còn nếu mà các bạn mượn tiền á, mà cho mướn á, chắc chắn 100% các bạn lỗ. Các bạn bỏ thêm tiền túi ra hàng tháng đó. Tại bây giờ mình sẽ tính cho các bạn xem. Thì bây giờ chưa nói gì không? Bây giờ không nói gì á. Bây giờ nếu mà các bạn bỏ ra cái căn hộ đó là giả sử như là loại 2 phòng ngủ gì, 665.000 phải không? Bạn trả trước 300.000, bạn mượn 365.000 thì mình sẽ tính nha. Bạn mượn 365.000 phải không? Nè, 365.000 nè, các bạn mượn bây giờ giá tiền lời của 30 năm là 6.1%. Thì bạn mượn 365.000 nè, thì một tháng bạn phải trả nè. Tiền lời cũng đó, một tháng bạn phải trả 2.214 đô. Đó. 2.214 đô nè. Cộng với lại tiền thuế là khoảng 527 đô một tháng, rồi cộng thêm cái tiền sửa chữa nữa là 225 đô. Là thấy hết 2.966 rồi. Trong khi đó bạn cho mướn nhiều lắm là khoảng 2.500 một tháng thôi. Cái giá nhà mà hai phòng ngủ các bạn cho mướn mới gì đó 2.500 cho tới 3.000, nhưng mà mình tính 2.500 thôi. Thì cái tiền nếu mà bạn mượn tiền nhà băng á, thì bạn một tháng bạn trả ra gần 3.000 rồi, tức là 2.966 đô. Bạn trừ cho
2.500, bạn phải bỏ tiền túi ra khoảng gần gần 500 đô bạn. Đó không có lời. Nếu các bạn mua mà mượn tiền nhà băng là bạn không có lời đâu. Thì nếu mà các bạn có tiền sẵn hết á, bạn không thiếu gì trả hết trơn luôn thì các bạn ok. Là loại dạng này ok, có lời không? Đó. Ok bạn. Các bạn suy nghĩ sao về năm cái đơn vị bữa nay mình cho các bạn xem. Ok bạn, mình xin chấm dứt video mình đây nha. Các bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ, nhấn nút like, ủng hộ kênh của Chị Lê. Chị Lê xin hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt. Chị Lê TV, bye bye.